Khang Audio Bình Dương xin kính chào các đồng chí, chào các bạn. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình, cũng như chia sẻ kênh của mình cho người khác biết, cũng như đang nghiên cứu để chuẩn bị lựa chọn những sản phẩm tốt của mình. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 036 88 88 479. Hân hạnh được phục vụ. Báo cáo với các đồng chí, trước khi giới thiệu tới các đồng chí một chiếc đài thương hiệu Nhớn mà thóc thì lại rất chi là bé nha. Đấy, nó cứ đối lập nhau như vậy. Đấy, một đàng thương hiệu thì là Nhớn, thế nhưng thóc thì lại chỉ có tí 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 thôi. Đấy, thì báo cáo luôn và ngay để cho các đồng chí được vui cái bụng. Đấy, vừa rồi ngài y sứ Krông Buôn Mờ Hăng, xã Cư Huê, huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam đã múc một sản phẩm audio của Khang Audio Bình Dương nha. Đấy. Và bây giờ giới thiệu tới các đồng chí một chiếc đài Panasonic. Đài Panasonic có model là ZXCS710. Đấy, tổng thể mặt tiền của nó như thế này. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5 5 cái cần gạt để chỉnh equalizer này này, chỉnh tần số này này, vẫn hoạt động bình thường, đã bảo dưỡng trơn tru. Ba lan kia vẫn hoạt động bình thường. Còn volume thì đương nhiên rồi, không hoạt động bình thường thì làm sao mà nghe được, đúng không ạ? Đấy. Còn đây là chân ốc, 1 chân, 2 chân, 3 chân, 4 chân. Đấy. Sạch sẽ. Con này thì xin thưa với lại các đồng chí là con này tắm nước chứ không phải tắm cạn nha. Thế nên là nó có phần sạch đẹp hơn cho so với những con tắm cạn. Đấy. Thì báo cáo luôn và ngay về tình trạng hoạt động của nó. Về phần băng cassette hỏng rồi nha, hỏng rồi. Đấy, không thể khôi phục được nữa. Đấy. Thế còn phần radio AM vẫn bắt bình thường nha. FM vẫn bắt được, nhưng chỉ có mỗi cái là nó khiếm khuyết là nó nét quá nha. Đấy, Trần Văn Nét, FM Trần Văn Nét. Đấy, còn AM thì không thể nói là Trần Văn Nét được, chỉ có nói được là nó vẫn bắt bình thường nha. Đấy. Bên trong loa cũng vậy, đã coi như là vệ sinh sạch sẽ. Đấy, còn bên ngoài cái lưới này, hai cái lưới này. Đấy, lưới này đã dày công coi như thế là băng bít các kiểu để làm gì, để sơn cái lưới ngoài này cho nó đen, nó mới, nó đẹp. Vì con đài này nghe cái độ trầm của nó cũng không kém phần long trọng nha. Đấy, cái loa này của nó to như thế này cơ mà, loa của nó to như thế này mà loa của nó còn ngon lắm, thế nên là nó nói âm thanh của nó tương đối là trầm nha. Nên bởi vậy là mình quyết định coi như thế là mặc áo mới cho nó. Đây. Đấy, mặc áo mới của nó rất chi là đẹp nha. Đấy. Thì đương nhiên rồi, nhắc lại với các đồng chí về cái nước sơn của lão nông Chi Điền thì nó cũng chỉ đến thế thôi nhá. Đương nhiên là nó không thể bằng những tay coi như là sơn rồi là tút dặm vá phịt các kiểu, tức là những đồng chí sơn ô tô nhá. Đấy, thì đương nhiên là nước sơn của lão nông Chi Điền thì không thể thi thố được. Thế nhưng mà nói chung là mình thấy là nó cũng đẹp hơn lúc chưa sơn nhá. Đấy, đây này, đẹp hơn lúc chưa sơn là cái chắc chắn. Đây là nhìn gần cận cảnh nhé. Đấy, có rất nhiều thứ mà khi nhìn cận cảnh như này mình không thích, nhưng nhìn xa xa lại thấy thích. Đấy, như con này này chẳng hạn, ví dụ con này nhìn xa thì càng thích, đúng không? Đấy. Loa thì đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi nha, mình vừa mở thử nghe kiểm tra kỹ lưỡng rồi, sướng cuộc đời lắm. Thì những cái con đài như thế này thì những đồng chí nào mà không chơi băng cassette thì đây nó cũng là một sự lựa chọn nha, đáng lựa chọn. Đấy, vì thương hiệu của nó là thương hiệu lớn, Panasonic là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đài còn nguyên bản, chưa có sửa chữa gì. Cái thứ ba là đã được kiểm định về vấn đề kỹ thuật, cũng như coi như thế là âm thanh này nọ các kiểu do Khang Audio Bình Dương kiểm định nha. Đấy, đây là phên vỉ của nó đây. Đấy, phên vỉ của nó là quá sạch đẹp chứ không phải là sạch đẹp. Đấy, phên vỉ của nó đây. Đấy, đặc biệt là cái khu vực radio,
vì ta mua chủ yếu về để ta nghe radio, thì phần radio của nó phải còn nguyên bản thì nó mới sướng, nó mới nét. Cái con đài này không những nghe radio mà lúc nào coi như là thích nghe nhạc, chứ không nhất thiết là phải lúc buồn. Có nhiều đồng chí bảo bán cho tôi con đài ngon bổ rẻ, thế nhưng lại có cái đường aux này, tức là tín hiệu vào ấy, để cắm điện thoại vào để nghe những lúc buồn. Thế con đài này các đồng chí muốn nghe, tức là nôm na ngắn gọn là nó có cái đường tín hiệu để cắm điện thoại laptop các thứ vào nhá, thì lúc buồn lúc vui, hay là lúc vừa buồn vừa vui, hay là như thế nào, đấy là quyền của các đồng chí nhá, chứ không nhất thiết là phải mình phải nghe nhạc lúc buồn nha. Đấy, nó còn có thêm đường aux nữa, ngoài nghe radio rồi nó có thêm đường aux. Còn tất cả các cần gạt này thì rất chỉ là nhẹ nhõm nhá, đây đã bảo dưỡng dầu mỡ rồi đấy nhá. Đấy, bên trong này cũng vậy, đài này thì đã tắm rửa vệ sinh sạch sẽ này, có thể để đầu giường để nghe suốt đêm không phải suy nghĩ gì cả. Đây bên nguồn đây này, đấy, đấy. Sạch đẹp lắm rồi nhá. Đây, đấy, mặt đằng sau nó đây, hai cái gờ này nhá, hai những cái rãnh mà để lắp cái loa vào cái cục máy này rất chi là chắc chắn, chưa có bị gãy chỗ nào cả. Khóa còn này, đây, khóa còn này, bên đây cũng vậy này, khóa còn này, đấy, đấy. Bên đây khóa còn. Thì cái cục máy này mình làm thì mình đánh bóng trước, cái phần loa này sẽ đánh bóng sau, và sau khi tổng thể coi như là test cái đài này thì nó cứ bóng nhẫy như này nha. Đấy, tại vì có một đồng chí lại bảo là mình không biết đánh bóng nha, thì nay đánh bóng thử cái xem nó ra làm sao. Đấy, em về tô phấn điểm son đấy, ngạo nghễ với nhân gian một tiếng cười. Anten này, anten zin không có thay nhá, anten zin rất chi là chắc chắn này. Đấy, rất chi chắc chắn, anten zin và dài, đã zin rồi lại còn dài nữa nha. Chỉ có mỗi cái là nếu mà nó mà to nó thì tuyệt vời, nhưng mà con này nó cái anten zin dài nhưng mà không được to, đây là cũng chưa được đến cái mức gọi là độ là xuất sắc nhá. Báo giá luôn để cho các đồng chí coi như thế là thích đài nét còn lựa chọn, đúng không ạ? 450.000 đồng, 450.000 đồng là chiếc đài này lại lên đường. Thì xin thưa với các đồng chí, 450.000 đồng thì sao ạ? Thì 50.000 tiền thùng xốp rồi, còn có 400.000 con đài như thế này, đài Panasonic chứ không phải đài Hồ Cẩm Đào nhá. Đấy, nói to rõ đã kiểm tra rồi, radio thì nét nhẹt nhẹt không phải suy nghĩ cái gì cả nhá. Đấy, bây giờ mình thử cắm điện để cho các đồng chí xem, video sau thì mới test được nhá, tại vì phải lắp vào mới test được, chứ ai để trần như nhộng này test thì chẳng ra làm sao cả nhé. Tình hình giao thông sẽ khó Đấy, khăn hơn, vì vậy mà mọi người hãy đang đấu chọn tạo cho một mình loa. giờ di chuyển phù hợp, đặc biệt tuân thủ nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông để tránh xảy ra ùn tắc và những vụ tai nạn không đáng có. Thưa quý vị và các bạn, cũng chiều Đấy, nay thì người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ làm việc sau kỳ nghỉ lễ, nên mật độ phương tiện lưu thông qua cửa ngõ miền Tây gia tăng và đã xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Phóng viên Nhật Trường thông tin thêm. Từ trưa đến chiều nay, mật độ phương tiện trên quốc lộ 60 từ tỉnh Bến Tre qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến, nhất là từ trạm thu phí BOT đến cầu Rạch Miễu có nguy cơ xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm thu phí hai lần để tránh ùn tắc giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre và Tiền Giang điều tiết cho phương tiện ưu tiên qua cầu Rạch Miễu từ hướng Bến Tre, sau đó đến hướng ngược lại. Dự kiến cuối buổi chiều đến thì chưa lắp bộ cơ vào thì cái cửa băng này đương nhiên là nó sẽ đẩy ra là cái chắc chắn có thể xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ cả hai phía Tiền Giang và Bến Tre. Chiều nay trên quốc lộ 1, địa bàn huyện Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra ùn ứ giao thông tại một số địa điểm. Tuy nhiên thời gian kẹt xe chỉ xảy ra rất ngắn do phương tiện chia lửa qua đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tiếp tục ứng trực tại các điểm nóng hết đêm nay để xử lý hiện trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, tương tác sâu, tương tác đa chiều. Hôm nay, chị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tiếp ông John Kerry, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu. Tại buổi tiếp, ông John Kerry đã trao đổi với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên về tính cấp bách của việc thúc đẩy các nỗ lực quốc gia và toàn cầu nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu và tăng cường nỗ lực thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ và Việt Nam đang có mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực và cần tăng cường hợp tác để nhanh chóng thực hiện các chính sách nhằm chống biến đổi khí hậu.
Chia sẻ vừa có chuyến đi trên sông Sài Gòn bằng tàu với các chuyên gia về biến đổi khí hậu, ông John Kerry băn khoăn khi mực nước biển tăng cao trong một thập kỷ tới sẽ ảnh hưởng tới sông Sài Gòn và cả thành phố Hồ Chí Minh. Về lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo, ông John Kerry cho biết đây là lĩnh vực mà Hoa Kỳ và nhiều nước lớn trên thế giới đã đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể và đang thực hiện. Thế giới đang trong cuộc đua chuyển đổi sang nền kinh tế sử dụng năng lượng sạch và mong muốn Việt Nam cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Đồng tình với những nội dung mà ông John Kerry chia sẻ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng. Thì đang đấu có một loa để nó nãy chạy thử, chứ còn đương nhiên là nó phải nói hai loa và nó nói to hơn như thế nhiều lần. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci. Đẹp lắm rồi. Có 450.000 đồng với đài này thôi.